em đây Hương lại về thêm được một chiếc bán tải chi tông máy dầu đời 2017. Và em này là số tự động mà giá chỉ có 485 triệu thôi. Những bác nào mà đang tìm cho mình một chiếc bán tải đời cao giá chỉ dưới 500 triệu thì nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn đây ạ. Đây, bán tải chi tông đây các bác nhé, biển 34 Hải Dương, với lớp sơn màu xanh đá nhìn rất là đẹp luôn. Logo của nhà Mitsubishi đây ạ. Đèn pha phía trước của em này nó là đèn halogen kết hợp với đèn phá sương ốp hết mạ chrome cao cấp xung quanh đèn pha rồi. Trên mặt lắp capo thì có 4 cái đường dập lồi cực kỳ sắc nét luôn. Bán tải là một trong những dòng xe mà những bác nào mà công trình, công trường hay các bác có khung nhôm cửa kính thì quan tâm rất là nhiều. Vì em nó gầm cao, không chỉ là 5 chỗ ngồi gầm cao đâu mà em nó còn là một dòng xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao có thêm đuôi ở phía sau nhé. Em này thì cho em này, xin nhan trên gương, à xin nhan trên hông đầy đủ rồi. Cái này lắp có hết rồi, đi cao tốc này. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 1/2023. Cái phần gương cũng ốp hết mạ chrome cao cấp sáng choang cho em rồi ạ. Đây các bác này, vì là xe 5 chỗ ngồi gầm cao nên các bác này đã thiết kế một kệ bước chân lên xuống rồi. Tay nắm cửa ốp mạ chrome cao cấp. Em Hương sẽ quay chi tiết nhé. Chiếc xe này của em Hương là đời 2017, máy dầu một cầu, trần da 5D. Phía dưới cũng là da 5D và có thêm thảm rối cực kỳ sạch sẽ gọn gàng luôn. Túi khí an toàn được trang bị ở trên bên ghế bác tài, ở trên vô lăng cũng như ở bên ghế phụ nhá. Màn hình đầu đài thì có đầu đài rồi này, có đầu DVD này. Điều hòa hai vùng lóng lạnh, sấy sưởi kính này, quạt gió đầy đủ cho em. Số tự động đẹp đây ạ. Các bác nhìn đây, vô lăng thiết kế 4 chấu này, order chuẩn của em này là 8 vạn. 8 vạn nha các bác nhá. Ghế da cao cấp hộc để đồ cá nhân, phanh tay cũng như là còn củ số đây. Đấy, ghế da cao cấp này, thảm bẹ rất là sạch sẽ luôn. Một trong những dòng xe mà rất là nhiều khách hàng quan tâm, hay cũng là nhiều niềm mơ ước của khách hàng, những bác thanh niên mà làm bên công trình, công trường hay những cái bác yêu thích sự thể thao, khỏe mạnh, thì bán tải là một trong những cái dòng xe để cho các bác có thể chinh phục được mọi lẻo đường, mọi cung đường, đam mê với tốc độ đúng không ạ? Đây ạ. Móc khóa này, chủ yếu là em quay chi tiết cho mình về những con ốc không hề bị bặn mở, gương kính thì liền đời theo xe. Tay nắm cửa ốp mạ chrome rồi. Một chiếc bán tải chi tông 2017, số tự động máy dầu. Xăng thì hiện tại cũng đang bình ổn về giá rồi, nhưng nếu mà để tính về chi ly, chi lít về kinh tế thì vẫn là máy dầu đẳng cấp hơn đúng không ạ? Đây, có cả cái phần móc khóa trẻ nhỏ thông minh này, 4 quả loa to bản này, hộc để đồ cá nhân, kệ chống mỏi tay. Từng cái móc khóa các bác nhìn này, móc tay nắm cửa sáng choang luôn. Kệ bước chân lên xuống này, ốc nhái các bác nhìn này, vẫn còn nguyên những cái bút chấm sơn nguyên bản của nhà sản xuất ạ. Ghế đây, hàng ghế thứ hai. Các bác nào mà đã là công trình, công trường hay thanh niên thì có gia đình rồi thì mua bán tải không chỉ là để làm tiền, đẻ ra tiền đâu, mà đi gia đình rất là ok, vì vẫn là thiết kế 5 chỗ ngồi khoang đằng trước mà. Cực kỳ rộng rãi, điều hòa mát lạnh, gọn gàng sạch sẽ rồi. Còn nếu như mà về tính kinh tế thì mình vẫn có thùng các bác nhé, vẫn có thùng để mình làm ăn kinh tế đấy ạ. Gầm bệ đây, rất là sạch sẽ luôn. La răng 5 chấu, 6 chấu nhá, đa chấu đi, em này phải là đa chấu rồi, lốp lát dày dặn. Lên thùng thấp luôn rồi các bác ơi. Các bác về không phải lên thùng nữa đâu, vì em Hương đã mua xe này, các bác chủ cũ đã lên thùng rồi. Ốp hết mạ chrome cao cấp cả phía trước và phía sau của đèn hậu và đèn pha. Phía sau xe trang bị cho em đây ạ, 4 mắt cảm biến va chạm, logo nhà Mitsubishi, chi tông đây ạ, logo đây. Thùng thì lên hết rồi. Phía sau xe có cảm biến và cam lùi đầy đủ cho em, có cả kệ bước chân lên xuống ạ. Đây nhá, logo là tay lắm cũng ốp hết mạ rồi. Đây ngon một cái đèn này, thùng đây. Em phải mất rất là nhiều sức mới mở được cái cốp này ra vì nó rất là nặng. So với lữ giới như em thì cái cốp này hơi cao và hơi nặng, nhưng các bác thanh niên thì quá là thoải mái luôn. Chống lên này, thùng thấp rồi nên các bác nhìn này, chở hàng các bác không sợ mưa lắng đúng không ạ? Máng nước hai bên một đôi thụt nhẹ nhàng. Các bác có thể mở phần khoang cốp này ửa hẳn ra như này cũng được nhá. Nhưng mà tay em yếu quá em không mở được ra. Một tay em cầm điện thoại, một tay em không mở được ra. Nói chung là có khoang cốp đầy đủ rồi. Cái phần này nó lên thùng thấp rồi, không kéo được xuống luôn vì tay quá là yếu. Đây nha các bác nhá, thôi em cứ mở luôn như này cũng được. Đèn hậu phía sau thì cực kỳ sắc nét luôn. Gầm bệ đây, gầm bệ hay phần lốp này, lốp thì dày dặn rồi, để mà chinh phục được mọi lẹo đường, mọi cung đường, mọi khoảng đi trên đường có lầm lội hay có đá, có sỏi hay là có lụt nội thì bán tải nó sẽ chinh phục được hết luôn. Móc khóa đây, sáng choang luôn. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay cho mình sáng choang luôn các bác này. Táp ly không mòn, không bóng, keo chỉ zin cả 4 cánh cửa luôn. Một chiếc bán tải chi tông đến từ nhà Mitsubishi, đời 2017,
4 quả loa toàn bản, thêm 2 loa chép này. Ốc nhái chưa hề bị vặn mở luôn. Vô lăng bên bác Tài đây, xịn xò chưa các bác? Thật sự đi bán tải nó là một cái đẳng cấp khác các bác nhé. Máy số tầm nhìn nó cao. Trên vô lăng của dòng này nó sẽ khác với những dòng khác này. Nó cũng có cho em là các cái phím bấm trên vô lăng rồi. Vô lăng thiết kế thì là 4 chấu này. Riêng cái phần này có túi khí an toàn này, logo đây. 8 vạn nhé, order chuẩn 8 vạn cho em. Đầy đủ hết rồi, màn hình giải trí này, phanh tay này, cần số này, vẫn còn rất là sắc nét luôn. Vừa rồi thì em đã quay rất là chi tiết về chiếc bán tải chi tông bên trong nội thất và ngoại thất rồi. Bây giờ thì em sẽ quay ra bên trong khoang động cơ máy móc nhé. Đây, nhìn cho bác nhìn ngoài bên ngoài ngoại hình của em nó này. Kệ bước chân lên xuống này, lốp láp dày dặn, hai bánh trước được trang bị phanh ABS chống bó cứng, sàn bệ thì không hề bị mục mọt luôn. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe. Một cô gái cao gần 1m7 như em Hương mà phải kiễng lên thì mới với tới cái điện thoại được vào bên trong khoang động cơ máy móc để quay chi tiết cho khách hàng nhà mình. Máng lốp hai bên không hề bị đâm xô hay ngập nước này. Từ những cái thanh ngang các bác nhìn này, sắc lép, ốc nhái chưa hề bị vặn mở. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Các bác nhìn này, ốc máy này còn zin đẹp như thế này cơ mà. Máy móc của chiếc xe chi tông này các bác nhé. Nhìn nó rất là dễ nhìn thôi vì nó úp hết cái nhựa vào rồi, nhìn gọn gàng sạch sẽ lắm luôn. Kể cả phần ốc của lắp capo này, đi một đường thẳng lên nhá, tất cả đều là keo chỉ zin phần lắp capo. Nếu như mà có dấu hiệu gì đấy là nó sẽ bị biến dạng ngay. Các cái lốt cắp, các cái bấm đinh tán còn tròn xe. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên một video rất là chi tiết về chiếc bán tải chi tông đời 2017, giá chào bán 485 triệu cộng bao rút hồ sơ, thương lượng lọc lá thêm cho mình. Nếu như bác nào đang có tầm kinh tế dưới 500 triệu muốn xe bán tải đời cao thì nhấc máy lên và đừng quên gọi cho em Lê Hương ạ. Em sẽ để cho mình một cái giá cực kỳ yêu thương. Số hotline của em 0354602790, địa chỉ bày bán bên em 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Các bác chỉ cần bấm vào Google cạnh trường đại học Hải Dương thì em làm ngay bên cạnh nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào 11:30 ngày mai thì em lại có buổi báo giá trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.